Mời quý vị tiếp tục đi nghe bà Phi nhá. Đông chưa, đông chưa. Chào các chú ạ, các chú Lộc Bình. Hội Háng Tỉnh đông vui. Đông chưa này. Hai cô đồng mỏ chọn được hai trai đẹp hát chi luôn rồi. Cô lùi đi tận đâu đấy? Sắp đi rồi. Đang hát xì rất là đông. Úi dồi ôi, toàn các người đẹp thôi. Bố xì đang hát, bố sao đang hát ở trong công ty kìa. Ừ, quay đi. Anh mà quay xong, anh còn không nhớ bố ấy. Đây là bảo bố sao mà không nhớ. Bố hai ngái ra cát này. Áo đỏ má hồng. Hai bà luôn. Mi bà Thi á, bà Thi sang. À, đang bà đây, hai chú này à. Bà đấy. Bà Phi sang. Cái bà Phi nha. Đấy. Cái hang hội còn cần tôi để tháo vơ. Anh ơi, gì sang một tí mới đẹp, sang một tí thôi. Cái này là được rồi. Không được, anh cái số hổ đâu. Được rồi. Số hổ chứ. Cứ bình tĩnh, hát to vào mới được, các chị là khỏe lắm đấy. Thấy nhiều khán giả đông chưa? Thôi, bà Phí à? Bà Phí đi. Cái này không? Chúng này đẹp thế nhỉ? Đẹp quá. Em đi qua đêm kỳ lửa. Em chào anh nhá. Đi hát xí đi anh. Vâng. Anh đi đã học thôi anh ơi, xấu hổ lắm. Dạ. Bắc Giang á? Đâu? Cảng Lạc thôi. Cảng Lạc thôi. Nhỉ. Đội này đang chuẩn bị đi tập hát xì đấy. Bây giờ bắt đầu học hát xì rồi, sang năm là hát được rồi. Chưa tìm được anh nào hát à? Em đi qua đêm kỳ lửa, nơi sông thì cùng anh tới. Áo đẹp quá nhỉ các anh chị. Quay đi. Chào các chú ạ. Tập pro tập trung ra nhiều thế. Bây giờ
là các cái... anh trai nùng này bắn bắn tẩy tỉnh này. Ủa. Cái này bao nhiêu tiền một cái đây? Cái này hả thức ăn. Ăn thử đã nhá, xem có ngon không đã. Mới mua và là vợ chủ tịch Tiêu Sinh TV cắt ra đấy. Ngon đấy. Vợ chủ tịch Tiêu Sinh TV ấy. Đấy. Mấy cây được nhiều chưa? Mấy cây được một tí, ổ, toàn các cô gái xinh ngồi đây thôi. Bố mình xinh tắc ý một cây cả lắng. Dạ. Bố mình xinh tắc ý một cây có bè lắng. Đang gặp bác sĩ. Bố mình xinh tắc ý một cây có bè lắng. Xinh mà đây này. Bố mình xinh ấy. Hát si chưa? Hát đến 2 bài. 2 bài rồi hả? Chuyện đi hát cũng nghe 2 bài với. Chuyện này chuẩn bị cây nhá. Hát 2 bài. Tên. Hai chú Bắc Giang này. Quên đấy nào. Đấy, hai chú Bắc Giang ra tận giữa sân mới hát. Chọn được hai chị Lộc Bình mã hồng thế này về. Ấy ơ. Hát kiểu gì mà mặt hồng thế này lơ. Mày đứng gần các chú Bắc Giang một tí mà má hồng thế rồi. Thần lứa trên tay đấy. Chị nông trang đấy. Dạ. Đây là tắt rồi, bây giờ lại bật đây. Bây giờ đang cay này, bây giờ mới cay này. Ừ, bây giờ mới quay. Khi nào nó không có cái đồng hồ chạy thì nó mới quay. Nó lưu về quay xong nó khác lưu mà. Nhà cái nữa và cây vàng ơi kiến cả. Sang bên này nhỉ? Không làm nữa. Bên này còn hát không? Ý, các trai áo đẹp là chưa hát đây này. Ý, các chị này áo đẹp thế. Các chị ở xã nào? Hả? Các chị ở xã nào à? Hải Yến à? Xuân Lễ. Xuân Lễ à? Áo đẹp thế, đi hát si thôi. Già rồi, chẳng có ai hát đâu. Thế này già gì? Thế này còn trẻ lắm. Không sinh không có ai thương đấy. Thế này người ta còn tưởng cho có người yêu ở già đâu mà già. Già rồi. Người ta sinh mới có người thương này mới hát này. Mình không sinh à, người ta... Tí khác có người mời hát nhỉ? Cả khí á? Chỗ này xong rồi á? Không hát rồi hả anh? Không hát rồi á? Hết thi rồi. Hết thi rồi á? Em đi nhá. Đi tìm người hát si tiếp. Cái giả cũng đấy cơ. Cái giả nó giống như vào đấy. Má má sẽ mày. Đi về đây tí đâu. Đang hát đấy nhỉ? Đấy là bé đẹp. Chúng ta đang hát trong tay một tí. Tiêu kỳ lâu.
hai cô đồng bảo duyên dáng. Không biết là các trai này ở đâu hả chú? Trai này ở đâu đấy? Bàn ăn chiến thắng. Bà cả làng mới xa căn bé mưa mới. Người đẹp phải cay nhiều mới được chứ. Cái gì thấy đâu. Thấy bà. Đấy, chào các chú nhá. Các sư chưa? Chưa. Hát được chứng nghĩa nè. Các ngái hàng đồng này chưa hát. Mình cái nào mà bà thích hàng đồng không ai hát không ai hát cây được nhiều không? Hát gì đi các chị. Sau này còn hát không? Hết rồi á? Vâng, cảm ơn các chú nha. Chào các cô nha. Ôi giời, bền bỉ lắm vơ, hai trai này à. Khát mãi không thấy mệt vơ. Hai trai đẹp. Đi sang đây ta. Biết ai đây không? Ôi giời, đi xem các gái hạ cảng lạc một tí. Xem gái cảng lạc một tí nào. Gái cảng lạc nào. Thế này chấm điểm bằng nhau thôi vơ, ai cũng xinh vơ. Dạ rất nhiều. Lâu lắm mới thấy tên xinh đấy. Gái cảng lạc. Dạ vâng. Cháu đi hội cháu không gặp cô bao giờ. Hội đông mới đi. Thế ạ? À? Thần tiên nó đi làng. Thế hội không đông còn đi kiếm thịt gà mới được kìa. Ừ. Rồi. Cháu đi lấy đùi gà. Thịt gà mới được. À, cháu đi một tí nhá. Hai cô Bắc Giang đấy phải không? Không phải Lộc Bình thôi nhờ. Chờ xem một tí. Cháu đi đã. Bye bye nhá. Lấy máy đã. Đi sang đây xem có đang hát ở bên này không. Hát với ai đây? Chưa à? Chưa vào à? Chưa vào á? Cháu lên đây cay một tí đã. Hello chưa anh ơi? Sao chọn chỗ này nắng thế? Bay ở chỗ nào mà dâm dâm cơ nhỉ? Nhà là phần tổ. Chỗ nào dâm thì ngồi một tí nhỉ? Vâng. Chỗ nào dâm dâm? Hay là sau vào gốc cây đằng sau này? Dạ không. Đằng sau này. Đằng sau đấy có dâm không nhỉ? Dâm hơn mà. Đấy vào đằng sau này. Chúng ta cùng vào đằng sau này nhé. Hát xì dưới chân tượng đài. Đấy, chỗ này mát lắm. Ui đúng rồi. Đằng sau này đông thế này mà. Mày cứ nghe xì nhá, cũng ngủ đông thế này. Ui đông. Đây là phía sau tượng đài Hoàng Văn Thụ. Đang rất là đông vui. Ý, chỗ này tuyệt vời chưa?
chỗ này thoải mái hát đến 6 giờ. Quay lưng sang bên kia thì thấy cảnh đẹp lắm. Đấy. Nhà 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 được rồi nha, đừng im nhá, không được thở mạnh, cháu đi nhá. Bây giờ đằng sau này sao nào, sao còn hát không? Đấy nhớ, hai trai đẹp lại hát đây rồi. Nhà nặng ai ăn gì chơi, để ăn tắm chơi. Tiên sinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy rồi. Nóng hết máy rồi. Ôi dồi ôi. Vâng, đi nha chị nha. Mà lại đã cân máy đã dừng hết máy rồi. Đấy. Em đi nha, chào các anh chị. 1, 2, 3, 4, 5 à, đúng rồi. Trong này ngồi uống nước rất là mát. Hát chưa chị ơi? Chị ơi, không hát à? Hát à? Hát với đội nào đấy? Hai người hóng nắng to. Hai trai đẹp đẹp quá. Bảo á, bảo á. Bảo gốc cây đứng á. Lắm. Đây hay hay. Vâng. Wow. Chưa hát câu nào, chưa thành câu nào. Chuẩn bị cay á. Chú ngồi nha chú. Chưa ạ. Cháu phải đăng ký đâu nhé. Đây các cô này ngồi thôi. Ui, dưới này đông thế. Ui, phía dưới chợ Chi Lăng này đông lắm. Chỗ gốc cây này mát nhất. Thế đứng ở đây luôn này. Đứng đây luôn này. Ây ơ. Lên đây đẹp hơn. Anh ơi, lên đây đứng đẹp hơn, chỗ này sáng hơn, nắng không vào đâu mà. Mời quý vị tiếp tục đi hát khi giao viên thắng kỉnh nhé. Phải ôn nhỉ. Nên là
Làm ơi. Ừ, quay giờ này rồi. 1, 2. Người này với người này có phải chị em không? Không. Giống nhau nhỉ? Giống nhau lắm phải không? Thế à? Thế à? Nhìn giống nhau nhỉ? Chị em.
nhìn giống. Được bao nhiêu chứ? Đẹp mấy bài rồi á? Mài lắm. Mài bao này cái kinh mài lắm. Là mươn ma, cứ nên ma chín này đi thì phải bảo xíu sóng kéo thế này. Mà ông mươi lái bao xỉ. Phải hai chị một tí. Dạ. Vâng, con thấy anh ạ. Vâng, chỉnh rồi. Chè thôi. Nước chè nó buồn ngủ. Các bà đi hát si chưa? À không chụp à? Ấy vừa hát si vừa ăn lạc thế này ca no lắm đó. Ăn lạc và sợ cái bụng to tướng lắm. Tên này ăn cái lạc này về tối không ngủ được đấy. Tại tiểu lo sau lúc
các chị Bắc Giang à? Đó. Các chị Bắc Giang nào? Không phải đâu nhỉ? Thế làm gì? Đi hát xì đi. Về bên quán nước kia các anh chị ngồi hát xì rất là đông, uống nước hát xì. Hát xì à chị? Hát tí nữa. Hát tí nào chưa? Hát rồi. Thế, à? Thế mà nói không tiên sinh không quay. Thế ở đâu mà không biết nè? Ở bên kia ở, thế à? Ở chỗ bảo tàng. Thế tí lại hát nhá. Ờ, tí hát nhá. Vâng, đông quá không tìm được. Vâng ạ. Thế hôm nay không lấy máy to đi quay á? Có máy quay bên kia rồi. Cái này quay toàn cảnh thôi. Vâng. Xuống dưới quán nước giao lưu, xuống dưới quán nước giao lưu với các chị xinh đẹp một tí nào. Hát xì được không? Đấy, các chú ngồi đây yên tĩnh nhỉ. Nhà. Đây rồi, các chị lại hát với các trai Tân Thành đẹp trai rồi. Chọn lời hai anh đẹp trai này mới hát vâng. Ơ thế này, nó phải chọn như thế chứ. Xuân Hinh hát ở đâu? Bên kia à? Hát với trai nào đấy? Văn này đi. Đây, miền Nam. Happy birthday to you. Hát lâu chưa chị? Hát lâu chưa? Chưa. Mày cay một tí nhá. Nhà anh nhỉ? Anh hiểu. Có một anh thì không đi nhỉ? Có một anh hay đi hát của anh này bàn tù nằm một. Ba ba tu na la mu chứng ma. Hãy xin chào luôn đi xem Xuân Hinh. Xuân Hinh bên kia. Đi sang bên kia đường sang Xuân Ninh hát ở đâu? Đồng thế nhỉ? Đồng thế. Ngã này, bác này, bác quay này. Bác cây này, bác cây này. Áo đẹp thế. Áo đẹp nhỉ? À, Xuân Hinh đây, Xuân Hinh đây. Thấy Xuân Hinh rồi. Uhu, đông người áo đẹp thế này. Hát lâu chưa anh? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Cái này khác thôi. Ở đây
Anh cây không hát à? Vào cây chị nghe. Cây rồi. Dạ. Cây rồi mà. Ở đâu? Bán hông rồi đó. Ừ. Mấy cây đâu? Cây kia. Sang bên này không sang. Đấy các chạy đẹp đấy, đang hội đây. Hát si chưa anh? Hát em này. Đi hát đấy. Ồ, em là chai miệng thế này hát cái gì? Người đẹp làm gì phải che miệng vào nhỉ? Xấu hổ che miệng rồi. Che miệng còn làm nhục nhỉ? Toàn người áo đẹp. Gần như đi bay đây này. Mẹ. Rất đông các anh chị đang ngồi hát đây, đúng, đông vui quá. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa. Các chị Bắc Giang đây này. Các cô Bắc Giang đang hát si đây này. Hát si á? Hát si á? Hát đi, không có người con trai hát cái gì. Không có người hát này. Đi gọi nhá, đi gọi nhá. Ô, là đổi người rồi à? Người này không vừa à? Người này không vừa lại người kia à? Thế hơi sấy. Cái bà này à? Vâng. Một tiếng rồi thôi nhá, tạm biệt nhá. Còn máy đây cay mà. Em đi xuống dưới cay tí. Vâng. Đây máy này đang cay đấy anh ạ. Cứ hát đi. Đến đạn chưa đến đạn hay nhưng mà em tắt rồi. đạn sau mới hay đấy nha, em phải đi rồi. Đi xuống này cay các anh chị một tí. Còn là trong đây bụng là ไปอ่ะไปขายเว้ยฮะไม่เรียกว่าไม่เรียกงูเป็นเนี่ยโตจะไม่เรียกห้ามกันเกยขึ้นมากันไม่ขึ้นมาเราใกล้ห้ามมันดีกว่าใกล้หมดลูกเลยนะcho em ngồi đây với anh chỉ sang bên kia đi. Vâng, em cho mic vào rồi. Bảy mươi lá nô mới nô một tay.
nhỉ? Vào đi. Tôi cứ đi vào cái đường này mãi. Đấy, ơi, sao tân mặt thế này? Đúng đây à? Cháu nghe mấy vàm nhá. Ấy ơ. Hai chú tận hữu lũ ở đây đấy. Hai chú hữu lũ đấy nhờ. Máy đâu rồi. Chắc không có đấy. Có cân này có lắng này đấy. Vẫn đang hát. Em đi với, em đi với. Xinh lắm đó, không hát xinh vậy. Nghe bà thi nha, cháu lên được đây một tí. Đông chưa, đông chưa này, đông lắm này. Trời ơi, thế mà Mỹ không gọi anh với. Có điện thoại đâu mà gọi. Thế à? Đông thế, toàn áo đẹp thôi. Đi lên máy nữa. Ý ơi, má hồng.
tạm biệt chú nhá. Cho cái máy này nhá. Tiếp tục vui lắm. Đi cây này, cây cho người ta chơi. Các chị đây. Bà bà thí mi. Bà bà thí mi. Bà gì? Bà. Bà thí à? Mi chắc bà này. Các bạn này có hát si không? Không biết hát đâu. Không hát si à? Không, không có người. Ờ, người này ken lắm rồi. Người này lộc ngoáng thôi. Vâng, cây được ít ạ. Cho cháu đi nhờ mình. Cháu đi một cái. Thầy ơi, đi hãng với anh. Vâng. Tang rồi nhá. Thank you.
các chú Bắc Giang chuẩn bị đi về rồi. Cháu đi qua mà cả hết đường đi rồi. Chị không hát à? Lại lên trên tìm người hát si thôi. Ngày xưa anh nói anh yêu có em thu 1, 2, 4, 5. Xăng mưa đấy, khẩm chinh mưa. Ồ, khẩm chinh mưa. Đắm chinh mưa. Đắm chinh mưa đấy. Thấy ơ, đứng đây thôi à? Người ngồi người đứng hả anh? Ờ, nắng vào mặt rồi. Đây là các anh chị đang ngồi ở dưới chân tượng đài hát cho anh Thụ nghe đấy, anh Hoàng Văn Thụ đây này. Đấy. Yeah.
đi được mà con. Thầy đàn ta đến đây rồi vớ, đi từ sáng bây giờ mới ra đến hội vớ. Thế á, thì mới đến đấy. Hát si chưa? Chưa. Không phải hát. Thì hát một tí đi. Hát đi. Đằng sau kìa, đằng sau kìa. Đấy. Đấy. Hát một tí đi. Đang hát si mà. Hát. Hát ra để em hát với anh rồi đi. Đấy. Chưa ảnh nhạc. Làm á, hát á. Chưa ảnh ái sinh, thích nhạc. Hát một tí. Sẽ hát tí nào á? Đẹp phải hát xin không đẹp ạ? Hát xin mới đẹp đấy. Xin đẹp mà không hát là tí. Ngoài hát thử hát. Em biết hát không? Anh hát xin. Anh hỏi mấy người hát xin. Đông quá. Chú đôi mặc áo đôi rồi, áo đôi vàng xế luôn ư, áo đôi vàng đẹp quá. Các chú này là ở đâu nhỉ? Chiến Thắng à? Khánh Khê ơi. Ở đâu à? Khánh Khê. Khánh Khê thôi nhỉ? Đồng Giáp. Phải quên nữa. Đồng Giáp á? Lúc nào áo đôi với, hôm nay áo đôi vàng.
Hôm nay hai người không phải hát rồi. Có nhiều người mà. Ủa, giật mình. Ôi, đoàn nào chẳng lấy, đi cho lấy một thẻ. Đi kéo lại.